Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát, là dòng máy cao cấp nhất của Dell, Dell XPS, hướng đến đối tượng khách hàng là doanh nhân, làm việc được đa tác vụ và vẫn luôn giữ vị trí top đầu là một trong những mẫu laptop đẹp nhất thế giới hiện nay. Chất lượng hoàn thiện siêu tốt, chất liệu máy cao cấp. Và mỗi khi Dell XPS mới được ra mắt thì mọi sự chú ý đều đổ dồn về em nó. Sang, xịn, mịn thì đương nhiên mức giá của Dell XPS chưa bao giờ là rẻ. Và trước mắt mình đây là Dell XPS 159510 với mức giá gần 60 triệu đồng, CPU Intel thế hệ thứ 11, card RTX 3050 Ti và Win 11 mới nhất. Không phải ngẫu nhiên mà trước giờ thiết kế của Dell XPS lúc nào cũng được lòng người dùng. Tuy không có gì khác biệt lắm so với các thế hệ tiền nhiệm, nhưng mà thiết kế năm 2022 với hình thức gia công cực kỳ tinh xảo, các đường cắt CNC bao quanh được cắt rất gọn gàng, dứt khoát, và với chất liệu nhôm nguyên khối tạo nên một tổng thể siêu chắc chắn. Và nhờ bề mặt nhôm dày, máy gần như là không có sự flex cho dù các bạn tác động lực từ bất cứ chỗ nào đi chăng nữa. Bao phủ toàn bộ máy là một màu xám bạc sang trọng với logo Dell khá lớn nổi bật ở chính giữa. Và đặc biệt ở phần kê tay của máy thì sẽ được bọc một lớp carbon fiber giúp mềm mại hơn trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên sẽ có điểm trừ là với những ai tay hay ra mồ hôi thì nên lưu ý thường xuyên vệ sinh để có một bề mặt sạch sẽ. Và khung máy thì được hoàn thiện chắc chắn dù máy khá mỏng, độ dày máy chỉ 18mm. Bên cạnh đó thì 9510 có trọng lượng là 1,9kg, vô cùng tiện lợi để mang theo tới bất cứ đâu. Và trọng lượng của máy năm nay cũng đã được Dell tối ưu hơn. Và nếu như các bạn băn khoăn về độ bền của chiếc máy này khi nó quá nhẹ so với mặt bằng thì các bạn cứ yên tâm vì XPS 9510 đạt tiêu chuẩn quân đội Mỹ và đảm bảo máy có khả năng vận hành trong các thời tiết khắc nghiệt cũng như xảy ra va chạm vừa phải. Và ở phần bản lề cũng đã có sự thay đổi so với phiên bản cũ. Chúng ta sẽ có một bản lề gọn gàng hơn nhưng vẫn cực kỳ chắc chắn và các bạn hoàn toàn có thể mở máy bằng một tay. Và với phiên bản mình đang có ở đây thì Dell XPS 15 hiện đang có mức giá gần 60 triệu đồng. Và tại sao nó lại có một mức giá cao như vậy thì ngoài ngoại hình, thương hiệu thì chắc chắn phải kể đến cấu hình của chiếc máy này. Và nếu so với một chiếc laptop gaming thì cấu hình không hề thua kém một chút nào cả. 9510 thì được trang bị đồ họa với NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB và các bạn có thể chiến được hầu hết tất cả các tựa game trên chiếc máy siêu mỏng này. Và bên cạnh đó thì hiệu năng của máy có thể làm việc với các phần mềm đồ họa chuyên nghiệp như Photoshop, Premiere mượt mà nhờ sức mạnh của CPU Intel Core i7 11800H mạnh mẽ với cấu trúc 8x16 luồng, mang đến hiệu năng cao hơn và tiết kiệm điện năng hơn. Và ngoài ra chúng ta sẽ có 16GB RAM, 1TB SSD cho phép các bạn có thể thoải mái chạy nhiều ứng dụng cùng một lúc, tối ưu khả năng đa nhiệm cũng như nâng cấp khả năng lưu trữ hay xử lý các tác vụ nào cũng cực kỳ nhanh chóng. Với cấu hình vượt trội như vậy thì có thể thấy XPS 15 là một chiếc Ultrabook hiệu năng cao phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, từ doanh nhân cho đến những người làm công việc sáng tạo liên quan đến đồ họa và thỉnh thoảng muốn giải trí bằng một vài tựa game thì đều mượt mà ổn định. Và về màn hình thì phải nói mình luôn dành lời khen cho màn hình của Dell. Cho dù là màn hình laptop hay màn hình rời, vì chất lượng hoàn thiện hình ảnh, màu sắc lúc nào cũng chuẩn và đẹp. Các bạn sẽ có màn hình Full HD với kích thước 15.6 inch và được bao trọn bởi các cạnh viền siêu mỏng, đem đến không gian hiển thị rộng rãi và độ sáng cao lên tới 500 nits, 100% sRGB đem đến màu sắc hiển thị rõ nét, độ tương phản cao. Đây là một chiếc màn hình lý tưởng để các bạn có thể vừa làm việc, vừa xử lý được các tác vụ đồ họa, vừa đáp ứng được nhu cầu giải trí chơi game trên chiếc máy này. Và cạnh trên siêu mỏng sẽ được trang bị webcam 720p tiêu chuẩn, thuận tiện cho học tập và làm việc trực tuyến. Và xuống đến phần bên dưới là bàn phím. Layout bàn phím khi nhìn qua thì khá giống với bàn phím trên MacBook.
Ở đây thì Dell XPS 15 được trang bị bàn phím tiêu chuẩn, kích thước phím lớn, hành trình phím vừa phải, đem đến cảm giác gõ khá thoải mái. Đặc biệt nếu bạn phải đánh máy trong một thời gian dài thì cũng không lo nóng tay khi tì vào phần chiếu nhìn tay, được làm từ chất liệu carbon fiber. Và ở bên cạnh là phần trackpad có kích thước rộng rãi, cảm ứng đa điểm, đem đến cảm giác di cực kỳ dễ chịu và mượt mà. Và nút nguồn của XPS 15 sẽ được đặt ở phía bên trên góc phải và sẽ được tích hợp luôn cả biến vân tay, hỗ trợ việc khởi động máy hay đăng nhập trở nên nhanh chóng thuận tiện hơn. Và Dell XPS 15 thì được trang bị hệ thống cổng kết nối cơ bản, giúp các bạn dễ dàng kết nối với các thiết bị ngoại vi khác trong quá trình sử dụng, bao gồm một cổng USB Type-C, hai cổng Thunderbolt 4, một khe đọc thẻ nhớ SD và một jack cắm tai nghe. Ngoài ra, các bạn sẽ được tặng thêm một cổng chuyển đổi với nhiều cổng kết nối hơn. Và tổng kết lại, nếu các bạn đang tìm kiếm cho mình một chiếc laptop Ultrabook sang xịn mịn, màn hình siêu đẹp, hiệu năng mạnh mẽ, có thể vừa làm việc vừa chơi game giải trí, hay đơn giản muốn tìm một mẫu laptop sang chảnh, xứng đáng đẳng cấp của bản thân, thì đừng bỏ qua Dell XPS 15 9510 nhé. Và cuối cùng thì link sản phẩm và các chương trình khuyến mại mình sẽ để ở dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người ở trong những video sau.